đừng ngần ngại đầu tư thời gian khi mà chúng ta tham gia đầu tư bất động sản. Thời gian đây chúng ta có thể nói là thời gian liên quan đến nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm và dành thời gian để chúng ta có thể nghiên cứu các kiến thức, đúng không Hùng? Vâng. Không biết là Hùng có bổ sung thêm cái gì liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta dành thời gian hay không? Chúng ta dành thời gian để chúng ta kiểm soát tốt hơn cái rủi ro thông qua việc thông tin chúng ta tiếp nhận về cái khu vực chúng ta quan tâm. Đây là cái thời gian đầu tiên là chúng ta dành thời gian để nghiên cứu để chúng ta nắm được nhiều thông tin hơn. Đúng rồi. Và chúng ta thông tin là gì? Thông tin về giá cả, thông tin về quy hoạch. Đấy, các thông tin mà chúng ta có thể là cóp nhặt được thông qua các mẫu tin trên mạng, hoặc là các thông qua các chuyên gia, hoặc thông qua những sale ở tại cái khu vực đó. Đó là cái thời gian chúng ta phải bỏ ra để chúng ta. Thường thì mọi người sẽ không dành nhiều thời gian cho cái việc mà chúng ta tìm hiểu để chúng ta có thể quyết định chúng ta xuống tiền chúng ta mua một bất động sản. Thì cái việc mà khi mà các bạn dành thời gian cho nghiên cứu, ví dụ bạn có thể dành thời gian để bạn tìm hiểu sản phẩm này, bạn dành thời gian để bạn làm quen và tìm các bạn sale, bạn môi giới này, bạn dành thời gian để bạn nắm bắt về thị trường, ví dụ như thị trường khu vực này nó có yếu tố gì tăng không, hoặc là nó có tác động gì không, rồi thì thông tin liên quan đến quy hoạch, rất là nhiều cái thông tin mà chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta nắm bắt về nó, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì một quyết định của bạn nó đi kèm với bạn là một số tiền rất lớn. Ví dụ bạn mua một cái sản phẩm khoảng 5 đến 10 tỷ mà bạn không có thời gian dành cho nó để bây giờ bạn nghiên cứu về nó, tìm hiểu về nó, thì cái quyết định của chúng ta rất dễ dàng là chúng ta sẽ mắc sai lầm. Bạn không có ý kiến bổ sung gì thêm cho mọi người về cái vấn đề liên quan đến cái việc chúng ta dành thời gian đầu tư không? Về cái sản phẩm bất động sản, nó là một cái tài sản có giá trị lớn trong những cái tài sản mà chúng ta có tích lũy hoặc là chúng ta theo đuổi. Cho nên là tiền chúng ta đổ vào đấy thế nhiều. Thì chính vì thế là đặt tâm mình và đặt cái thời gian để chúng ta tìm hiểu nó kỹ trước khi chúng ta có thể xuống tiền để mua, là cái đấy là cái vô cùng quan trọng. Nó là sẽ ảnh hưởng đến cái tích lũy trong tương lai, cũng như là ảnh hưởng đến cái số tiền của chúng ta. Nếu như nó sụt giảm thì chúng ta cũng sẽ mất đi số tiền, và nếu mà nó tăng trưởng thì chúng ta được tiền. Thì cái việc dành thời gian là vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn đầu tư bất động sản. Ngoài ra theo Dũng thì nó còn một cái vấn đề liên quan đến dành thời gian nữa. Bạn hãy dành thời gian để chúng ta có thể nghe tư vấn từ những chuyên gia, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ của họ để giúp bạn có được cái sự lựa chọn tốt hơn, có góc nhìn tốt hơn trong việc mà chúng ta quyết định là chúng ta xuống tiền.